Xin chào anh em nhá. Đây là mẫu Matic Pro CX5 Plus phiên bản vừa mới về nhá. Hôm nay có thời gian lên sóng cho anh em. Phiên bản CX5 Plus phiên bản mới này có một vài cái điểm cải tiến, đó là cái dòng chéo này khung nó to hơn bản cũ, nhìn nó cũng đẹp hơn này. Đùi đĩa này, phiên bản này thì đùi đĩa nó cũng là cải tiến, là đùi đĩa từ phiên bản có chắn xích sử dụng sang đùi đĩa không chắn xích cho nó hiện đại. Một vài bạn thích nó đơn giản thì đây, đùi đĩa đơn giản đây. Các bạn thích có chắn xích cũng được, không chắn xích cũng được. Và một cái cải tiến nữa bên hãng nó cải tiến là yên nó cũng thay đổi yên kiểu dáng mới cho các bạn này. Đấy, vành đằng trước là vành nó sẽ làm cho chúng ta có sẵn má phanh này, khi chúng ta bóp thì nó sẽ không bị đen và trắng, nó không đều, thì đây nó sẽ làm nó đều hơn. Đấy là một vài cái điểm cải tiến của phiên bản mới. Và phiên bản mới cái điểm cải tiến ở trên mặt đây nó có chữ X, cái hình cái xích này Pro có chữ X này, để nó, bởi vì bây giờ hàng nhái trên thị trường nó bắt đầu xuất hiện khá là nhiều, vì vậy hãng nó sẽ cải tiến một vài điểm để cho hàng nhái nó không thể theo kịp được. Đây là một vài cái điểm mạnh đó. Thì phiên bản Matic Pro CX5 Plus này thì giá tiền thì nó cũng không thay đổi, vẫn giá rất là tốt, thậm chí nó còn rẻ hơn đợt trước anh em mua. Đợt này hãng nó đang niêm yết là 3.890.000, anh em mua một con xe phía kia được tặng thêm một cái phanh và phiên bản đời mới này. Và Matic Pro CX5 thì các bạn đã thấy rồi, trên thị trường nó có rất rất nhiều, bởi vì chất lượng và giá tiền nó khá là hợp lý. Và đặc biệt là Matic Pro thì là một trong những cái nhãn hàng mà đã tài trợ rất là nhiều cái giải lớn giải nhỏ cho anh em, để anh em tạo sân chơi cho anh em. Thì anh em đang có nhu cầu mua xe đạp phía kia thì đừng quên ủng hộ cho hãng Matic Pro nha. Hãng Matic Pro sẽ cố gắng sẽ trong năm nay sẽ tạo thêm nhiều sân chơi cho các anh em, để các anh em có những điểm vui chơi đó. Thì là cái này là một cái điểm mà bên mình thấy bên hãng Matic Pro nó cũng rất là đầu tư. Đương nhiên là nó bán nó phải có lợi nhuận thì nó mới trích được một cái phần nào đó để tổ chức sự kiện. Như đây là cái hãng mà mình thấy là nó làm cho thị trường nóng bỏng trở lại, và cũng là làm tạo sân chơi nhiều nhất cho các anh em trong giới chơi phía kia. Anh em có nhu cầu mua xe đừng quên ủng hộ cho Matic Pro nhé. Phiên bản mới khung nó cải tiến một chút và không có chắn xích cũng là hàng chính hãng của Matic Pro nha. Cái này là hãng nó có sự nâng cấp cho anh em, và loại bài hôm nay lên sóng chính thức để khẳng định anh em, cũng nhiều khi anh em mua được phiên bản mới này nay bảo bị mua phải hàng nhái. Đây là hàng chính hãng nha. Cảm ơn mọi người ạ.